thì đó là do những cái bất thường về cái nhiễm chất thể gây ra của cái đại tràng, gây ra thoát thoát nước. Thường thường cái bệnh nhân sẽ có triệu chứng của khoảng cái tháng thứ ba của thai kỳ, và trong giai đoạn lúc thành phần không có triệu chứng của lâu dài cũng có chất có thai. Cái đó chúng ta chỉ thấy trong cái toàn bộ lòng tử cung là đầy những cái gai nhau bị thoát thoát nước, những cái lông nhau bị thoát thoát nước rất đường đề, và trong khi những cái cái to mà nó có thể thức của bạn như thế thì có thể là cái sự thông tin đấy được dùng như thế này đó, lấp đầy trong lòng tử cung là một cái tử cung lớn lên, và các chị thấy trong như trong nhiều những cái tử cung như thế này. Thì về mặt biến thể chúng ta sẽ thấy cái gì, thì chúng ta sẽ thấy các lông nhau có thoát nước đó, những cái lông nhau có thoát nước để nó phù nề lên, và các chị sẽ thấy là có tình trạng tăng sản tế bào vui với những cái con đường vào vui quay quanh những cái lông nhau và những cái con mật vào vui. Lớp tế bào đơn vào nuôi làm gì ở sát trong này, và các chị có những quanh hợp đầu nuôi